giống như cái nhà kế bên bị cháy thì nó lan qua cái sát bên vậy, mình thấy xa nhưng mà thật sự nó gần lắm đó. Thì trái đất này nó cũng bị up and down. Loài người ngày xưa không giống như mình. Loài người ngày xưa cũng là vừa một thân người nghe, cũng cùng một khuôn mặt nhưng mà vừa nam vừa nữ tự sanh luôn. Không có. Thời nay chúng ta không thấy, chúng ta gọi là BD hay G, nhưng mà nó đã có năm loại sex. Thì mấy gì nó trái đất này là hồi xưa có từng những loại đó. Rồi có những sao, những cái loại mà khủng long là gần đây thôi, mình những cái gì mình biết là nó gần. Những cái gì mà khoa học gia chưa có vô sử sách hay chưa vô thư viện á là mấy vị kể cho thuộc nghe. Nó có hàng 3-4 nghìn tỷ năm, tức là rất là nhiều giống người, rất là nhiều cái khuôn mặt khác nhau. Nó không phải như khuôn mặt của mình bây giờ đâu. Cũng ở hành tinh này nhưng mà cái hình thù họ khác. Tại sao cứ một thời gian dài 30 nghìn năm lại biến đổi? Là vì chúng ta không có tuân theo cái luật thiên nhiên á. Nhưng mà thời nay chúng ta không tuân theo luật thiên nhiên thì trái đất nó đi nó kích ở cái dòng quay nó khác. Hôm nay nhiều hiện tượng rồi cái lại bị hủy diệt, chết hết, không còn ai sống hết, nhưng mà thần hồn lại sống. Cái lại gia thức nó sẽ bất tử, nó đi, nó mang theo cái knowledge của đời này đi qua đời khác. Rồi bắt đầu từ từ tạo thành. Thì cái gần nhất là ra cái thân người chúng ta, ra cái tóc, phải không? Tóc là gì? Cái đầu chúng ta nó nhạy cảm, nó sợ bị cảm thì có tóc chúng ta nắm, phải không? Rồi cái mặt nó không có tóc, bởi vì cái mặt nó mọc tóc thì mình không thấy đường nữa, không giống như ấy, không? Rồi cái hồi xưa chúng ta có quần áo thì cái da chúng ta dày, thì từ từ sau này chúng ta có quần áo, cái da chúng ta mỏng lại. Đại khái là nó cứ theo cái luật thiên nhiên mà thành ra con người hôm nay. Còn ngày xưa những có những cái cây khổng lồ thì những cái người khổng lồ, những người đó mình thấy trong những cái tivi á, nó đào lên cũng có. Rồi bây giờ những người đó cũng bị tiêu diệt. Rồi những người mà hành tinh tại gần đây tôi thấy mấy cái clip những người hành tinh xấu quá, hẳn ở chung với ta, mấy vị nói đó là thiệt, mấy người đó là người hành tinh thiệt á, họ sống chung ta, hiện giờ họ cũng đang sống chung ta, nhưng mà chẳng qua là họ đã thử sống chung với ta ở nước Mỹ nè, khoảng năm 800 mấy á, không thấy mấy cái short video trên đó, đứa nào thấy không? Nhiều lắm trên mạng á, đó là những cái phim ảnh mà ngày cả mấy trăm năm trước Mỹ nó quay lại, thì chúng ta sợ họ thì họ biến thì thôi, chứ thật sự họ cũng sống ẩn chung với mình, giống như trong nhà mình vậy đó, con đống chuột nó sống chung cả dòng họ nó, cả một cái thế giới của nó sống chung với gầm nhà mình mà đâu biết, đừng nói chi nguyên một cái hành tinh kiếm nữa, chỗ cái tỷ tỷ con sống chung mình, nó là một cái thế giới của nó mà sống chung với mình. Thì người hành tinh nó cũng vậy, sống chung trong quả đất chúng ta cũng dạng giống vậy. Chẳng qua nó không có hiện hữu, mình không có thấy. Chứ là họ là pha leo bảo vệ mình. Mẹ lấy xe đi, thầy nhớ hai đứa con chứ hữu đi với bài. Mẹ khỏi lắm. Tại vì mấy vị cũng rất là từ bi á. Cái gì đó là đi chọn mấy đứa này đi chung rồi mấy kia không đi. Rồi cái thông bì. Rồi cái ngày á, ngày ghét phe phái, ghét nhất là phe phái. Nhưng mà ngày chọn vậy cái thành ra là ngày là người tạo phe hay sao? Thế nên sư phụ không muốn tạo phe. Các con thấy đúng không? Tại vì họ thiên ở xa Houston, họ thiên ở Louisiana hay là chỗ nào cũng là con của cha hết, cũng là đệ tử sư phụ á, thuộc trí Ecoli. Đó là lý do mấy vị kêu nên làm gì để cho nội bộ đừng lao nhau quá, lao nhau chỉ cần gì dưới có ông Minh với anh Trang là được rồi, hai đứa rồi ầm ầm. Tại vì thiên tâm thì vua đã lo ổn định rồi, có mấy đứa con tự phát triển. Mỗi người dùng máy điện thoại, làm kênh Facebook, YouTube, độ chúng sanh. Hồi xưa ngày
xã Lệ Phát hay là một Trường Liên đó, đi độ phải đi bộ cả ngàn cây số giảm phát, mấy con ngồi buồn buồn á, gác tay lên võng, ở gác tay ghế sofa ngồi bấm bấm là độ cũng được vài trăm người đi chơi, hiểu không? Nhìn suy nghĩ ra được mấy câu thơ vậy, nhắn vô một cái là bỏ hình cha mẹ lên là độ được rồi. Thì giờ độ chúng sanh rất là dễ nhưng mà cũng rất là khó, nên là lớn tuổi cũng biết bấm vô Facebook share lên là được rồi, đâu tốn gì đâu, biết nhiêu công đức. Phần đó là xong, yên tâm. Thì sư phụ phải lo phần mà chiếc đũa kế bên, chiếc đũa mặt đời nó phải có một cái tổ chức đó nghe. Khi mà 1, 2, 3 bức tường Bá Linh, bức tường Hà Nội còn nhẹ thì nó có sẵn sàng. Vì hụ phải làm việc âm thầm như tông ngầm vậy. Chứ còn dẫn cả đám đi như hồi xưa giờ là chắc chết. Không ai sợ tốn tiền nhưng mà những cái người trí thức lỡ lẽ đó, họ phích kỳ, họ khó tánh lắm. Họ khó đến nỗi mà mở cái lon đồ ăn họ còn phải đọc instruction, đọc cái cách thức mở mà. Cho nên bây giờ cho họ bay xuống giống như Chúa Giêsu hồi xưa phải rửa chân cho 12 tứ để thử cho vậy họ đi kiếm mấy ông đó. Mà ông đâu phải dễ mời cười ừ. Họ gặp riêng cho nên lần này họ đi mình chắc ăn. Mình làm việc gì cũng có phải có công thức và có đúng nơi, đúng chỗ, đúng việc, đúng cách. Thế nào dù nói lừa cứ từ lừa thì không sao. Hồi nào mình nghiêm chỉnh phải không? Có nhiều người ở Việt Nam xa hay là những đệ tử lớn tuổi. Ở đây có mấy đệ tử lớn tuổi ở đây cũng chắc sư phụ cho nhìn cái tâm sư phụ đọc biết hết. Tại sao sư phụ không chịu ngồi con bỏ thì giờ ra đây viện mi thao con mà nghe sư phụ giảng pháp, nói pháp, nói những lời hay đẹp để con về con có tâm an lạc. Mà sư phụ thích ca. Cô đâu có thích ca đâu, cô nói 2 tiếng là đủ rồi, nhưng mà ngồi 4-5 tiếng thì muốn làm sao giờ. Bây giờ mình ngồi ngó nhà hết à. Ngó hoài á. Thì cứ gán nghe lại. Cái đó là vì mình bị chấp, và thứ nhất. Thứ hai là cô nói 5 năm nay là đủ cả một cái thư viện triệu chữ trong đó rồi, lấy ra 3 chữ thôi, Ai Di Đà Phật thôi, là bạn tâm với thiên đình thôi, là mấy con đã được về trời rồi, không có cần lấy nguyên cái thư viện của sư phụ 5 năm trời nói trên đó. Chàng nhân đại hại chẳng qua nghe rồi quên, cứ mua nghe hoài, cũng giống như là ngày nào cũng giống như dầu ngủ, không hát vậy đâu. Tự mình nghe một lần là mình thực hành. Có nhiều đứa chỉ cần nghe một lít sư phụ, nó không cần nghe nhiều, phải dành thời giờ để đi làm chuyện khác đó. Là biết đây là chánh đạo, đây là con của ông trời hứa thiệt lập ra đạo, tức là mình đi không bao giờ sai được. Cái phi quê đổ bố gì 8, 10 len, 100 len đi đó, chứ không phải là đi đường mòn hay đi đường tắt loanh quanh rồi đi tốn thời giờ. Đến với thiên tâm, đến với thượng đế, đến với con của thượng đế, chỉ bằng cái tâm thôi, không bằng tiền. Đứa nào mà tiền bạc bạc không có ưa. Đại thua người cho tiền ra, thua đâu có sinh tài đâu. Thua cho được mảnh đất này để mà lưu truyền hộ thế, chỉ là đến cái lòng thật tâm là thua vui rồi. Thú hồ chi ấy thua truyền lại cuốn kinh. Cuốn kinh được mẹ với Phật bà của em diệt qua đọc qua. Còn thêm cách ngồi thiền nữa không? Hai cái đó là đi suốt cuộc đời, hành trang phong phú. Hôm nay dù không có nói chuyện với ông thằng mưa nha. Gắn chịu. Ngày hôm qua ông kia thì cỏ thiệt, ông sắc hen. Ok, thái tử mấy giờ cúng? 11 giờ. Cái chùa còn kèo này thêm nữa, không có gió nha, không có lạnh nghe. Tại vì mình mới được chứ giờ một đám mấy tụi nó tính là mặc áo dài không, mà mặc áo lạnh vô thì nó đâu có gam màu vàng màu đẹp, thì mình phải xin thêm mấy món phụ nữa không. Không mưa là chuyện lớn, là không ok. Không gió nữa, tại gió nó bay áo dài tùm lum sao, không lạnh nữa, mưa thì chưa vô đó.
Thì có thể thằng con lạc lõng mà lẻ loi coi cút xuống trần chịu khổ có ngồi đây không? Dạ biết là mình có tin cái đó không? Dạ tin. Dạ tin không biết được. Chứ nếu mà Hồng thả xuống thì hôm nay đâu có cứu được gì. Nhìn thấy trong mắt của mình nhìn chỗ này nó cũng giống như một cái bài học dở lòng thôi, một cái field trip nhỏ ở ngoài kia muôn trùng thứ chuyện quan trọng lớn mà những chư thiên như mấy con cần phải làm, cần phải làm. Chỉ có một cái là ở trên trời anh ai cũng có thần thông hết, chuyện gì cũng biết hết, đời sống quá lâu cho nên chúng ta ỷ lại thì cha mới lập ra cái này giống như một cái cuộc chơi cút bắt vậy đó, giống như nhỏ mình hay chơi cút bắt lượt trốn gốc cây vậy đó. Còn mấy đứa nhỏ giờ nó chỉ có bắt nó ngồi im vậy đó mà chỉ nhắm mắt nó không thấy ta, có nghĩa là tao không thấy nó vậy đó. Thì mình cũng giống dạng vậy, để cho mình quên hết, mình quên mình là ai, mình đi lại từ đầu rồi thảy ra một đống tiền, thảy ra một đống cực khổ, thảy ra một đống xe xua vật chất, rồi thảy ra một đống người ác sống chung như nhà với mình, đẻ ra cùng cha cùng mẹ sống hành với mình, rồi hơn thua với mình, danh ăn với mình từng miếng cá miếng cơm đại khái đủ á, để thử lòng mình lẫn nhau, challenge với nhau để học hỏi. Thì khi mình về trời đó mà mình nhịn qua được những cái đó là đó là những bài học mình đã học được. Thưa cha, con hôm nay xuống trần con đã học được bài học, mỗi lần con đói bụng mà thấy nhà con 5-7-8 không có đủ gạo nấu hoang bò bò không mì, con giả bộ nó con cười hề con nó rồi nhà ăn đi nha, đó là học được mấy con. Mấy con có làm được đó chưa? 5-7-8 người mình chết đói á, phụ làm được á. Hỏi đi, hỏi thưa cô với cô Đăng với Hồng mấy đứa đó, thuộc cái chuyên môn trò đó, đói muốn chết mà giả bộ cười. Thì mình xuống trần mình học thôi, rồi về chảnh là mình nhớ hết. Thế hôm bữa nay mình ngồi đây là bao nhiêu khuôn mặt này ở đây á, là mình về chảnh mình nhớ hết. À, sao bữa chưa xuống á thấy vô cái tướng kỳ quá ta. À, bây giờ vô về chảnh vô là đàn ông vậy, bữa thấy vô là phụ nữ. Tức là mỗi đứa phải đa số là trên đó cũng có đàn ông đông lắm xuống thừa kỳ này, nhưng mà đàn ông gần với hữu thì cũng khó nói chuyện cho nên biến là phụ nữ nhiều. Nó đóng chỉ có mấy cô tiên này ngồi nè, mình nói xà tiên thiệt á, gái cho nên dịu dàng này tiên thiệt. Cái lần này thấy nhiều đàn ông lắm. Rồi khi mình qua một cái bài học dở lòng này á, mình về chảnh á, mình mới được thăng quan thăng ở trên trời, cũng là thăng quan thăng chức nha, đi lên từ từ. Thì vì những cái công thức từ duyên giác đến thành thanh văn bồ tát rồi thánh thần phật, thần là thấp chúng ta, thì trên cũng là có chức vụ thiếu quý, trung quý, đại quý, thiếu tá, tướng, đại tướng đi chèn. Mà thường thường á là ai muốn lên chức tướng á phải đi hành quân, chứ ngồi nhân phòng khó lên lắm. Hỏi mấy người quân đội đi, ra ngoài mà đánh trận mà không sợ chết mà anh hùng á, lên tướng lẹ suốt trần cũng y như đi đánh trận. Chứ còn con ngồi trên một mình hay là mình ích kỷ, mình không, mình biết đạo thiên tâm, biết cha mẹ, mình không có loan truyền, mình không có có cho ai biết hết, mình giấu mình ồ đạo này hay quá vậy trời, tôi giấu mình, tôi để mình, tôi về chu gà dưới này, tức là không có chịu share chia sẻ những cái hay đó, khoanh tay vậy chừng nào mới lên được chức. Còn mấy đứa làm Facebook YouTube lên dù thì độ được nhiều người thì mình có công đức á, thì phải xông pha. Khi về chảnh những cái đó là những cái vốn lý vô không, vô tiền khoáng hậu, dùng cái chữ không có danh từ để tả, tại vì trên đó mình không có tạo công đức được.
mình ở trong nhà mình không ra đồng á, mình chẳng lụm được củ khoai, chẳng gặt được miếng lúa nào, cho nên mình phải chịu khó ra đồng dân nắng, cầm cuốc, cầm len, cầm xẻng, cầm cái cấy thì mình có gạo có lúa ăn. Thì suốt trăm cũng vậy, cho nên chung lại ý là tụi chỉ nói một cái bức hình ví dụ để mấy con hiện tại hoàn cảnh trước mắt của mình càng khổ chừng nào thì đó là bài học mình càng phải vượt qua để mình đạt được cái bự hơn. Còn mình vừa không qua được là mình ở lại mình làm tiếp, mà lỡ lại làm tiếp kiếp sau á không biết mình có chân mình bị gãy chân hay là bị què hay là mắt mình một mắt hay là miệng méo hay là mà tùy theo cái cha mẹ sắp phàm, cái DNA họ bị bệnh, sanh ra mình bị bệnh á, mình chui vô cái dòng họ bị bệnh nó đâu có được mạnh khỏe này đâu, còn đi máy bay được là ngon lành rồi, thì ráng làm cho xong, giờ không có được hang, không có được thở, chấp nhận thuốc trần là phải học làm thần làm thánh chứ không có làm người mãi mãi ở thế gian này. Mục đích chúng ta học để làm thần làm thánh đó là của những người bình thường bình nghiệp, còn chúng ta học là để đi về làm tiên làm Bồ Tát trở lại. Còn bên Phật tử họ mong giảng sanh, chả có gì giảng sanh đó. Họ mà mấy ông thầy mà chẳng lẽ muốn làm Phật mà mấy ông tu giỡn, không có tu 100%, chỉ tu 70%. Ở trên đó mấy chư Phật nói ok 70% cho mày về làm tiên, ổng không chịu hả? Không chịu làm người nữa sao? Cũng phải làm tiên thôi. Thật sự mấy ngày tu đàng hoàng á cũng được về trời, nhưng mà về làm tiên thôi. Còn dưới đây chỉ là danh từ giảng sanh thành Phật, có ai Di Đà không có, trên đó chỉ có một. Còn các con á là tu cao thì ở tầng cao thuộc nó 13, 15, 17, 20, 24 là tầng của A-la-hán. Còn tệ nhất, dở nhất giữ được cái giới số 1 là cũng về tầng số 6 là cũng hơn ở đây rồi, nó không có vô ba đường án, chứ không có bao giờ mà thành Phật liền một kiếp này chứ. Mà về trển là cả nghìn năm thì viên trái đất này nó là cả tỷ năm rồi. Lúc đó không biết cái loài người đó có phải là 5-6 feet thì kiểu mình hay là mắt kiểu này, hay lúc đó loài người của mình á cái mỏ dài nè, cái răng nhọn như nữa không chừng, thành ra nó so alligator không chừng. Tại cái loài người trái đất này nãy chùa giải thích á, chùa hỏi cái gì á là nó tới 3-4 nghìn tỷ năm rồi, nó cứ xáo trộn hoài à. Mỗi một lần mà cái dãy ngân hà trong cái vũ trụ thay đổi á thì cái trái đất này nó bị hủy diệt, rồi cái tự nhiên nó sanh ra những cái giống như thời người khổng lồ, người lông lá, người trong rừng vậy đó, rồi từ từ người ăn lông bỏ lỗ vậy, rồi từ từ cái thành cái người mình. Khi mình có da rồi á thì không có quần áo thì lông nó dày, da phim vẫn còn á, ở trên ám giờ ai mà đổi nó hoài đi cái tóc nó cũng rụng hết. Tức là mình tùy thuộc vào những cái gì vật chất thì cái đó thiên nhiên sẽ biến mất, nó đơn giản. Con người cấu tạo rất là phù du và mong manh cơ thể mình đó, thì lúc đó loài người sẽ khác. Còn loài người bây giờ á là mấy vị nói là loài người của cái thời đại này, cái loài người của thời xưa trên quả địa cầu này không có giống như chúng ta, họ khác hơn chúng ta. Họ bây giờ trong những cái viện bảo tàng cũng còn có những xương sọ đó, có người khổng lồ tổ bố, rồi có những lúc có những người chung chung chừng chút xíu à, giống như là phim Harry Potter á, họ có tiệc đó chứ không phải là phim đâu. Nhưng mà theo khí hậu và theo môi trường, theo thời gian, dạng vật thay đổi, cây cối thay đổi, hình thù tướng tá con người cũng thay đổi, ăn uống cũng thay đổi. Hồi xưa con người chúng ta ông bà tổ tiên chúng ta là người ăn lăn bỏ lỗ, làm gì có muối, có tiêu, có gia vị hay là biết làm lửa gì đâu. Hỡi mà ra mà giật lộn với con heo con cọp, giật được một là mẹ ăn tao, hai tao ăn lại mày đó hả, mà ăn tươi nước sống vậy đâu có làm chảy đá răng đâu, thấy răng nào răng mấy phải bự quá không, thì cứ theo môi trường thôi. Nhưng mà họ cũng là những vị tiên, tiên của thời cổ. Nên bữa mình làm lễ đây á có rất là nhiều vị cổ Phật,
à, xuống cái núi mình Thiên Long Sơn rồi à, muôn trùng luôn, tức là hàng chục triệu dĩ đầy cái sân hết. Edwin ông cũng nhìn thấy mà, ông ngoài thì cũng nhìn thấy quá trời lẫm ngẩm. Cha thì về nói chuyện với Đức Lích chứ có kể. Nhưng mà ở Long Bào xanh hơn kia. Nên nói khi mình thu xong nhiệm vụ này về trời thời gian giống như vậy cái sân vậy đó, thì trái đất này hết bất công, không còn cộng sản nữa, là không còn vô thần, không còn ác nữa, thì thu về chảnh để là cái đạo thế gian, thì thu đi những cái hành tinh xa xôi lập đạo tiếp, đó là nghề lập đạo chuyên viên. 2000 năm trước hôm nay cũng vậy, thì bữa cha cô có nói đó. Chứ không phải là nói rồi con xong mà về nghỉ mệt ở luôn chứ, nó luôn chứ anh cũng buồn á, tại mình có cái nghề có cái tài mình không làm nó cũng bị buồn. Giống như cả 6 triệu người hải ngoại chúng ta ai cũng là nhân tài hết, học đường làm nẻo mà, học kỹ sư, học bác sĩ ở Việt Nam học khá lạ hết, học kiến trúc sư qua Mỹ đổi nghề hết, neo hết cho khỏe lẹ dễ kiếm tiền. Chứ thật sự chúng ta có một cái nghề riêng rất là tài đó, cũng không có biết không, thông thường nó là hầu hơn phân nửa nha, chứ không phải là mình nói hết, cái nào cũng phải có số lượng. Việt Nam tôi là optics thợ vẽ phải không, Việt Nam tôi học về vật lý học cây cối, mấy cái đó kiếm tiền khó quá, bác trọng làm năm có ngàn mấy đô, tôi qua tôi vũ ngày là 4-5 ngàn hơn bác trọng gấp mấy lần, không sướng hơn, ổng để ông nhức đầu đi, ông lãnh ít tiền, còn mình qua quẹt quẹt về bàn tay cái là mình có vài nghìn đã, cho nên ai cũng đổi nghề. Nhưng sau khi rồi về nào là mấy con đổi ngược nghề ngày cũ này để giúp quốc gia mình, cái đó là cái hoài bão của mình, lý tưởng của mình, mà học mà không làm được mà đi làm để mà cung vụ cung phụng cái thân tứ đại á, tức là sát phàm ham tiền á, thì sẽ ở lại tại vì mình không có chọn được ước nguyện của mình. Chúng ta sống là vì chúng ta có hoài bão, chúng ta ngồi đây là vì các con thương phụ thương cha thương Thiên Long Sơn ngồi đây, chứ ai bắt các con tới đây đâu. Giờ trời nắng trời mưa gì quanh năm suốt tháng, mấy đứa gần đây biết cũng có người về kiếm thụ à. Thì là trong cái lại gia thức tôi nhớ tôi phải làm cái gì, tôi phải về Thiên Long Sơn, tại vì cái ông nội này tôi nhớ tôi gặp ổng ở đâu trên trời đây. Thì giờ tôi lăng quăng tôi lạc đường không biết đường đi, ổng phải dẫn tôi về tôi mới chịu, chứ còn người khác dẫn là đi lạc tiếp, kiếm thầy hoa bà đi ông dẫn đi cho. Thì cái là giới thức mình nó mới xui khiến mình. Thì hôm nay mình kết tụ lại nên này, tại nãy phụ ngồi nói chuyện với mấy gì thế gì nói những người này đa số 70-80% là ở trong cái gọi là cái kingdom, cái territory của riêng thuộc của một cái dãy trời mà cha cho hồ cai quản, mấy con là tiên chúng trong cái dòng đó. Khi thù xuống đây thì hôm nay tụ lại đây để mà là những ngày đầu lập đạo. Đạo Thiên Tâm vẫn còn là trong thời gian đoạn đầu nha, đoạn đầu là đoạn quan trọng lịch sử, giống như cái đoạn mà Chúa trốn chui trốn nhủi rồi bắt đầu cái buổi tiệc cuối cùng là đãi uống rượu gì đó, rồi cái là bị ông Perry thọt cho ông vua, cái ông vua bắt rồi đem đóng 3 cái đinh đó. Thì cái đoạn mà chạy vòng vòng đi trốn á, bị rượt á, thì Thiên Tâm mình cũng đang còn giai đoạn đó. Nó được officially legal trên giấy tờ ở Mỹ, nhưng mà officially mà tất cả tăng ni sau này, tất cả các tôn giáo trên thế giới phải đứng lên tuyên dinh dấu hiệu Thiên Tâm, đó mới là đúng, đó là cái cuối cùng cả thế giới phải thừa nhận, và tất cả các tôn giáo, các giáo chủ Đức Giáo Hoàng và những pháp chủ Phật giáo Việt Nam
nó phải có những cái ngày đó thôi. Bây giờ chúng ta vẫn là những cái đoạn đường đầu mà đã là như vậy rồi. Ở Mỹ 5-7 nghìn, Việt Nam là hơn 1/4 nước Việt. Ai không đeo dấu thiên tâm này bất cứ lúc nào có thể bị đột tử. Tại vì những vị thánh thần á, khi mình nhìn vô người á, cái dấu này nó phát quang ra thì người đó có tội nặng cũng được giảm, không có chết, bị sầm sơ vậy đó. Không cần đọc kinh thì là khỏi nói rồi, là tốt rồi. Nhưng mà ý gì nói, mọi người nên hiện giờ, tại vì những ngày sàng lọc á, nó còn go on, tiếp tục. Những ngày kế tiếp, đó là thi... Nếu bữa nay anh Kim Nhân Quỳnh, anh đói tới cỡ nào? Anh càng đói á, thì anh càng muốn bấm nút. Tại vì giờ anh hù hoài, không ai care tới anh nữa, không ai lơ hết rồi, phải không? Giờ tao làm thiệt, chứ sao tao đốt tao cũng chết, tao bấm thiệt. À, là anh Quỳnh. À, rồi cái anh Tập thì sao lưng, anh nói mày bấm thì tao phải bấm theo. Tại vì tao bấm thì tao biết tao chia 5-7. Nhưng mà ở trong dân cũng đói luôn rồi, cho nên nổ ra một lượt á. Nước Tàu là nước đúng ra là được hưởng hồng phước lấy ân. Người ta cho kinh tế lên, Mỹ cho kinh tế lên, cho IP vào, rồi cái lấy quán trả thù. Cho nên hôm nay bị sơ sát lại, nghèo trở lại. Còn Nga cũng vậy, một nước cường quốc nhất nhì, có nó có dầu quả là số 1 nha, nó có kim cương, nó có vàng nữa, nó mỏ vàng, nó có đủ hết, chế vũ khí bán khắp thế giới. Nhưng mà hôm nay điều tàn nghèo, gần nghèo trở lại. Anh thấy đợi lẹ không? Giàu sang nước tuôn có một vợ, như bà Trương Môn Lan bữa nay, như người ta đề nghị thuốc độc cho lẹ đó. Đúng là bà không có chết, là tự gì ma diệt ma, quỷ diệt quỷ, câu này nói lâu rồi. Mà chết càng lẹ đó, chi bớt khai nhiều. Ôi, mà chết lẹ đi à, để mày đừng khai ra tao. Tao bắt mày nhưng mà tao cũng có dính líu, nhưng mà tao không có tình bắt mày. Tao làm tòa, tao cũng có ăn hối lộ trong tiền của mày á, nhưng mà mày, tao phản cho mày chết lẹ, để cho mày, tức là người chết không biết nói vậy đó, cũng tội nghiệp bả. Nhưng mà bả muốn sống á, dòng họ bả hôm nay phải gặp sư phụ, một người đại diện sư phụ mới xin được, xin cha. Bả cũng là bà tiên đó con, cũng coi gốc bả cũng dữ lắm á. Bà ba gì vậy? Chủ tịch nước là Hoàng Ngân là gì? Ngân á là rồng bạch long á, ngậu luôn á, rồng trắng ở dưới biển, dòng tộc của Long Dương nữa, lên đây làm chủ tịch nước phải không? Còn ba rồng lửa đó, là trên trời, lửa thiệt á, lửa mà khà cái lửa đó, là bà gì đó? Phương Hằng phải không? À, còn ông Dũng là voi á, là loại rồng, cái đuôi thì sư tử, chân sư tử. À, ông Dũng là voi là kiểu đó. Còn Phạm Nhật Dưỡng á, là gì không? Con rùa, con rùa vàng dưới nước. Ôi, cốt của mấy người này toàn là thứ dữ lắm mà. Rùa, rồng, quy được không? Bill Gates là con chim thôi, con chim giống nhân công, chim chỉ. Còn Elon Musk là người sáng. Còn ông Võ Hoàng Yên á, là con trồn, con trồn chút bẻ vậy mà biến ra thành Võ Hoàng Yên. Còn tôi làm thôi, dần dần thôi, từ từ đi sẽ biết. Ở đây nhiều cờ cốt cứ cười trò thôi. Ủa mày sở thú trong nhà tao xuống đây tôi mà giữ với ta. Con người chúng ta nó không phải là con người, mà ẩn ở phía bên trong cái pinnacle, trong cái trong đầu mình á, Mỹ nó có cái cục giống như cái trái dương vậy đó. Cái đó là mà tại vì mình uống nước flora nhiều quá cho nên nó mờ, cho nên mình không có mở thiên nhãn thông được. Mở thiên nhãn thông là mở trên đầu chứ không phải cặp mắt nha con. Thì cái đó nó bị mờ, làm cho người mình không có thấy.
được người kia là cốt gì, hay là suy nghĩ cái gì, hay là làm cái gì. Chứ những người tu tập thì người ta clear được cái đó, người ta mới thành. Nhưng mà giống như từ đầu tôi nói, cha là một cái sân chơi cút bắt, không biết gì hết, mà đi từ tâm trở lại, tâm đi theo cái tự tánh mình trở lại là về trời thì mới là đúng. Chứ còn cho biết cái này cho biết cái kia cũng như không. Nếu mà sư phụ mà từ ngày đầu mà lúc mà đi tu thì cũng chả mấy gì đâu, chưa có gỡ cái wifi đó, chưa đâu có biết, thì mình phải tự cái tánh nó mới có núi Thiên Môn Sơn, rồi có chùa, rồi mới có tới ngày hôm nay. Chứ bây giờ làm chủ mình sướng tự nhiên ấy, bỏ vợ bỏ con ấy, cho hết tài sản đi tu, có ai làm chuyện kỳ cục. Cái này lại giải thích mình, nó lái mình như GPS bấm vô xe Tesla chạy tự động, nó nói bay vậy, bấm nút autopilot. Cái sự lúc con không có control được. Tuổi thanh xuân, thanh niên, thanh vui, người ta không đi quán nhậu đi, không đi cặp bồ cho đã. Sư phụ là người có tiền mà ở vùng này là tuổi trẻ nhất đó, muốn gì cũng có. Nhưng mà tự nhiên á, muốn đi tu rồi, năm 2007 ai cũng trời ơi, giật mình. Mấy nhân viên nó quản hồn, tôi nguyện theo anh cả đời, làm lính của anh mà anh giờ anh bỏ đi tu. Thời đó ngộ lắm, đến lúc mà mình làm gì mình không có tự chủ được. Thì cái sân này là cái sân bịt mắt, cút mắt. Thì cái thì từ đó đó, công đức cũng đi từ cái bịt mắt này. Mình không biết mà mình làm đúng thì cha thương mình. Cũng giống như buổi lễ, mình hành tâm, đứa nào làm gì cắm hoa từ cái hoa Mỹ Hạnh này, Trinh hay là Thảo hay là cả đống cái đứa này là bẫy rồi á, thì làm cái gì vô mấy gì biết hết, gì kể cho phụ nghe mà trội lắm, đệ tử giỏi, năm nay là tuyệt vời. Sư phụ hỏi vị nào, sư phụ vị nào cũng khen mấy con chân đàn ổng khen luôn nè, không có danh từ nào diễn tả bằng chữ tuyệt. Ông nói vậy à, ổng đi ổng đứng đó kìa, tức là năm nay coi là vui á, cha cũng vui, mấy gì cũng đều vui. Nhưng mà mấy kêu mấy con lâu lâu cũng phải cảm ơn ông thằng mưa thằng gió ngày bữa đó, tại ông có quan trọng lắm, ông làm đảo lộn lại thiên nhiên chút xíu á thì cũng là không có đúng. Hay giống như bây giờ tự nhiên cái lịch trình của ông tự nhiên kêu ông ngừng vậy, thì những cái nơi khác nó bị ảnh hưởng, không biết không, mình cũng không có đúng. Ông ngừng nước chỗ này thì chiếc nước kia nó dâng lên sao, ông phải làm sao điều hòa cái địa cầu mà. Chỉ vì mình có mấy tiếng mà ông ngưng bữa đó, bữa nay ông đổ lại nữa, ngày hôm qua ông đổ lại không bù lại, thì cả 400-500 đứa còn có hiện diện ngày 19 tháng 2, ngày Di Quan Thế Âm chứng kiến bằng mắt luôn, là một cái núi linh thiêng số 1 trên thế giới ngoài Hồng Kông. Còn sư phụ là ai thì mấy con có lòng tin thì mấy con biết, nhưng mà trước mắt mấy con thấy à, ngoài chuyện Mỹ được mạng Đà La, tức là những vị Bồ Tát á đến để mà blessing